Ui, sang tê. Như vậy Poppy đi rừng. Có vẻ như Dudu cũng không tự tin cầm Poppy đối đầu cùng với rế tân của Kin. Anh ta quyết định đẩy con Poppy vào trong tay của Zhang Zhe và khóa vào cho mình con Cersante khu đứng trên. Nó vẫn là một con tướng mạnh, tuy nhiên bản này thì đã bị giảm sức mạnh về thân hồi chiêu của kỹ năng E. Đó là một kỹ năng cũng khá quan trọng của Cersante ở dạng đi đường. Và để xem là khi mà Cersante bị giảm sức mạnh như vậy đối đầu cùng với một đấu sĩ mạnh như là rế tân khu đứng trên, thì cách mà Dudu xử lý đi đường là như thế nào và liệu rằng anh ta có thắng nổi kèo này hay không. Còn về đội hình cánh dưới của cả hai bên thì đều có những power pick dành cho cả hai. Cặp đấu khu vực đứng giữa là một cặp đấu mà tôi đang rất thắc mắc là liệu rằng sức mạnh của LeBlanc giao điện Static nó có thực sự vượt qua được Nico hay không. Để xem là với cái phong độ cao như ở thời điểm hiện tại thì KT có thể làm khó được với ngôi vị đầu bảng của Gen.G Sport hay không. T1 đã thua 2 trận rồi và T1 đã thua trước KT Roster ở trận lượt đi, tức là KT đang có rất nhiều lợi thế ở trong cuộc đua tranh giành top 2 ở trong giai đoạn hiện tại của LCK mùa hè năm 2023. Chúng ta cùng đến ngay với ván đấu đầu tiên cuộc chiến giữa KT Roster và KDF, cuộc chiến ở nửa trên của bảng xếp hạng với KT bên phía của đội xanh và KDF bên phía của đội đỏ. Khả năng cao ván thi đấu này sẽ là hai giao điện trên đội hình bên phía của Quanrific tới từ Bulldog cùng với Taeyun rồi. Và Kai'Sa giao điện thì vẫn là một vị tướng có khả năng kéo thời gian rất là tốt nhờ khả năng dọn lính từ trang bị này. Và lượng sát thương đấy từ Kai'Sa nó sẽ là lượng sát thương hỗn hợp, có cả sát thương vật lý lẫn sát thương phép. Với bộ lên trang bị mới của Kai'Sa lúc này, nó có thể là một cái giao điện cùng với Nanh Nashor và Cuồng Đao. Có khả năng khắc chế được Rell nếu như anh ta nâng vào kỹ năng bỏ hook, tuy nhiên đối phương có vẻ lên cấp độ 2 sớm hơn. Lehen đã trượt một tình huống bỏ nghiền nát, anh ta quyết định nâng nghiền nát ở cấp độ 1. Và đó là tình huống lên cấp độ 2 sớm hơn dành cho Taeyun cũng như là Jun. Họ đang có được lính đẩy cực kỳ tốt để hỗ trợ trong việc cạnh tranh cua dưới dành cho người chơi đi rừng của họ là Zhang Zhe. Nhưng lúc này thì Zhang Zhe đang có một tốc độ đi rừng được coi là chậm hơn tương đối đáng kể so với Kurt. Kurt đã tiến xuống cánh dưới, còn Zhang Zhe thì có một phương án khác. Anh ta quyết định bỏ vòng rừng của mình xuống cánh dưới để tấn công khu vực đường trên. Kin đang ở đợt lính cực kỳ cao và liệu rằng anh ta có về đây không. Đây Dudu đang nỗ lực để có cấp độ 3 và anh ta đã có được nó rồi. Một pha làm choáng đến từ Kin, sau đó anh ta bắt đầu nhận lại hiệu khống chế rất nhiều đến từ cặp đôi bên phía của KDF. Tốc biến Q3 thành công, Kin yếu máu, Kin tốc biến đi, tốc biến theo đánh tay với bùa đỏ, chắc chắn là chiến công đầu dành cho Zhang Zhe. Một pha và Zhang Zhe hỏi thăm lên khu vực đứng trên của Kin với một cái thân lính như Tùng nói đầy rất cao ở vị trí top laner của KT Roster. Và rõ ràng góc đó là góc chết đến từ Kin rồi, anh ta không còn đường về nữa. Trong cái bối cảnh Taeyun chỉ còn nửa cây máu thôi thì liệu đây có phải là sau rồng sẽ là pha kiểm soát ở cánh dưới và thực hiện những cái pha đái trụ hay không. Đây Kurt đang mở rồng một cách tương đối là nhanh, còn Zhang Zhe thì bây giờ mới xách cây búa của mình xuống cánh dưới. Lại hát tốc biến đẩy về, không còn tốc biến đến từ vị trí của Zhang Zhe nữa và anh ta có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Nhưng ui, vai đẩy vị trí của Lehen về và bản thân hỗ trợ bên phía của KT Roster phải lên bảng đếm số. Pha làm choáng giữ chân thành công dùn, nhưng tâm sát thương đến từ mình đã hết và quyết định đến từ xạ thủ bên phía của KT Roster là sẽ không đầu tư tốc biến để truy đuổi nữa. Tôi nghĩ rằng Lehen đã xử lý hơi tham trong pha vừa rồi khi quyết định tấn công một con Poppy đã hoàn thành xong cái tàn tích của Bemi. Đây là một trang bị cho Poppy của Zhang Zhe quá nhiều máu và lượng sát thương tới từ Kurt cùng với Emin trong pha vừa rồi chắc chắn là không đủ. Và chênh lệch lính giữa hai xạ thủ vẫn còn ở đó. Mặc dù đó là một tình huống Lehen phải lên bảng, nhưng rất may khi mạng hạ gục đó lại là mạng rơi vào tay của Jun chứ không phải là Taeyun. Và qua đó thì khoảng cách chênh lệch về chỉ số lính giữa hai xạ thủ nó vẫn có thể tạo ra những chênh lệch về mặt trang bị trong ít phút sắp tới. Cánh trên bản đồ thì Dudu có một tình huống tấn công với tình huống chơi khô máu, thần cá sấu được kích hoạt. Đó là một tình huống Zhang Zhe tiếp tục hỏi thăm sức khỏe của Kin. Kin không còn phép bổ trợ, anh ta đang cố gắng kéo theo vị trí của Dudu nhưng sức thương của anh ta là chưa đủ. Vẫn là tình huống đu bám tới từ Zhang Zhe. Kin hết máu rồi, anh ta đang bị vờn. Anh ta lên bảng đếm số lần thứ hai trong ván đấu này, không kịp hồi lại cho mình vũ điệu cá sấu đến từ Kin để gia tăng khả năng hồi phục với việc là anh ta bật chiều cuối. Và mạng hạ gục thứ ba đã có dành cho KDF, mạng thứ hai dành cho một con Poppy đi rừng trong tay của Zhang Zhe. Đã là 100% KP dành cho Zhang Zhe rồi. Cấp độ 6 của anh ta cũng đã có, di chuyển ra khu vực giữa một nhịp xích trúng, không còn nhiều khả năng để rút lùi. Nhưng có một cú chiêu cuối đẹp, BDD thậm chí tốc biến đi để giữ lại mạng của mình với chỉ một chấm máu mà thôi, ngưỡng máu dưới 100. Nhưng BDD vẫn có thể rút lùi về được, mặc dù anh ta dính rất nhiều sát thương và hiệu khống chế đến từ cặp đôi mid rừng bên phía của KDF. Tiếp tục là sức ép đến từ Zhang Zhe và đúng là như Tùng đó, một con Poppy thi đấu rất năng nổ và nhiệt tình đến từ Zhang Zhe và nó đang tạo ra một cái hiệu quả trên gần như là toàn bản đồ dành cho bên phía của KDF. Zhang Zhe xuống đường dưới có một pha tổ chức tấn công tốt với bộ đôi Taeyun và Jun để giúp cho bên phía của KDF có được mạng của Alistar trong tay của Lehen. Lên đường trên hạ sát Kin hai lần và chạy ra đường giữa ép tốc biến của BD để rồi bây giờ sẽ là con sứ giả khe nứt đầu tiên của ván đấu nằm trong tầm kiểm soát của Quanrific. Đó là mục tiêu lớn đầu tiên của ván đấu được kiểm soát. Câu trả lời đưa ra tới từ bên phía của KT là bắt buộc phải đổi mục tiêu, họ phải đánh xuống cánh dưới để kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên dành cho Curse. Khi mà cánh trên của họ lúc này Kin thì vừa phải lên bảng đếm số, đường giữa thì BDD đã mất cả chiêu cuối lẫn tốc biến để rút lui trong một tình huống tấn công cực kỳ nguy hiểm của Zhang Zhe.
và vẫn là Quang Đông Freak ở giai đoạn đầu trận. Họ vẫn có những tình huống xử lý biến số đầu trận cực kỳ tốt với kỹ năng đi đường của những tuyển thủ trẻ và những tình huống tấn công hiệu quả của Zhang Zhe. Mình ở cánh dưới vẫn đang là con Aphelios farm tốt, 95 lính so với lại 77. Cái điều này chúng ta đã được dự đoán từ trước khi mà Kai'Sa không phải là một chất tướng đi đường mạnh và thậm chí là anh ta còn bị gây sức ép nữa cơ. Nhưng bây giờ sẽ là BD không còn tốc biến nữa. Sứ giả phán quyết không được gồng đến từ vị trí của Yang Zhe. Nhưng cánh trên này có một pha tấn công đến từ Kurt. Lần đầu tiên Kurt ghé thăm vị trí của Dudu và pha bế qua tường. Dudu cố thoát được hay không đây? Câu trả lời là không. Bola băng quăng thẳng vào đầu và điểm vàng cũng dành cho Senjuan đi đi rừng của KT. Lần tấn công đầu tiên được coi là hiệu quả đến từ người chơi rừng bên phía của KT Roster. Lần này nó đã mang lại ma hạ gục dành cho bên phía KT Roster với một con sứ giả ở khu vực cánh dưới. Thì để xem là Zhang Zhe sẽ xử lý như thế nào, liệu rằng họ có thả sứ giả băng trụ luôn không. Quyết định đưa ra đến từ người chơi rừng bên phía của KDF là không tấn công. Như vậy đây sẽ là một con Kai'Sa tam kiếm của Taeyun à. Từ từ đã nào. Lehen có thể gặp nguy hiểm. Di chuyển nào. Rồi. Di chuyển luôn. Tình huống trọng trường được kích với tầm xa đến từ A Bình nào. Bola băng quăng thẳng vào mặt của Jun quá giấy và anh ta phải lên bảng điểm số với điểm hạng cùng dành cho vị trí của Kurt. Lợi thế về người dành cho bên phía của KT Roster và đây sẽ là con rồng quyền tố thứ hai thuộc về họ mà thôi. Bỏ rồi. KDF đã hơi vội trong tình huống kiểm soát tầm nhìn tới từ Jun cùng với cú dịch chuyển đến từ Kin, thì đó là một cú dịch chuyển gần như là khép góc hoàn toàn đường về của hỗ trợ bên phía KDF trong một pha mà anh ta cố dướn để kiểm soát tầm nhìn tại khu vực sông dưới nhưng bị thiếu người. Em mình đã quyết định về nhà đóng trang bị thứ hai trước thêm con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu, đó là một móc diệt thủy quái. Móc diệt thủy quái có rất cần đến cái móc diệt thủy quái để gây lượng sát thương với những thành viên tuyến đầu có sức chống chịu trâu bò như vậy. Đây là tình huống dịch chuyển tới từ Kin. Bộ đội bằng đã làm choáng thành công vị trí của Bulldog. Bulldog hết đường về, anh ta sẽ phải giật về để câu kéo thêm thời gian. Nhưng phía sau anh ta là Em Minh có tốc biến, có lẽ cũng sẽ phải lên bảng đếm số mà thôi. Một pha bắt lẻ thành công người chơi đứng giữa đối phương và tiếp tục giao tranh diễn ra. Kin tốc biến tìm kiếm thành công xạ thủ đối phương nhưng anh ta bị đẩy về bằng chiêu cuối giả phán quyết. Và đó là một tình huống thành công trong việc cứu xạ thủ của mình tới từ Zhang Zhe. Nhưng họ đã mất đường giữa, khả năng giao tranh của họ sẽ là không còn và con rồng nguyên tố này sẽ là con rồng nguyên tố rất khó khăn cho bên phía của Quang Đông Freak trong việc cạnh tranh. Bỏ thôi. Không thể nào giao tranh nữa khi Yang Zhe không còn chiêu cuối. Vừa rồi anh ta bắt buộc phải bung ra cú chiêu cuối. Nếu như không thì với lượng sát thương có thể bị tải ở vị trí của Kin với gần như là hai trang bị lớn sẽ ngay lập tức tiễn Taeyun lên bảng điểm số. Một tình huống mà Taeyun phải sử dụng cả thanh tẩy và bản năng sát thủ để có thể rút lui ở vị trí an toàn. Một con Aphelios đã có thêm được cho mình một cái cung xanh để hướng lên ở thần Dominic ở trang bị thứ ba. Bé hai đang bị gõ khá đau bởi Yang Zhe và thêm một pha tia truy kích nữa lấy gần nửa cây của hỗ trợ bên phía KT Roster rồi. Cướp băng thẳng vào máu của anh ta thấp, là băng quăng thẳng vào mặt của Jun luôn. Bên này thì có Reton vọc sau đến từ vị trí của Kin nhưng quá thấp, máu xe Jun đi lên bảng đếm số. Pha hắc kim thuật đến từ Jun hất văng ba thành viên bản năng sát thủ đến từ vị trí của Kai'Sa nhưng Kai'Sa ngay lập tức bốc hơi với tình huống phản công ngược trở lại ở vị trí của Kin và Kin đang càn mọi thứ trước mặt của anh ta làm choáng với tình huống đạp độ combo đến từ Alistar. Và đây sẽ làm tình huống lao thẳng lên đến từ Nico trong tay của BD và thôi với pháo hạt. Dudu khả năng cao sẽ phải lên bảng đếm số, anh ta cố gắng kích giáp bỏ chạy nhưng hôi lại cắt vào sát, mạng sẽ có dành cho Kin. Vâng, và đứng giữa thì Bulldog cũng đã chấp thời cơ của mình để có được trụ hai đứng giữa đối phương trước khi giật về. Một tiếng trao đổi mạng hàng cũng diễn ra đến từ cả hai bên và KDF rất hay. Nhưng KT còn hay hơn. Cảm giác là cấu máu bắt đầu là đầu rồi, tia truy kích cũng như là những tình huống mà biến ảnh và đánh tay liên tục đến từ Bulldog để nổ nội tại của giao điện static. Tiếp tục là mô phỏng biến ảnh. Wow. Đánh tay đến từ Bulldog. Nhẹ nhàng 1/4 cây máu lè hẹt biến mất và wow. Lại là tiêu truy kích thành công đến từ bộ đôi xạ thủ và đứng giữa bên phía của Quang Đông Freaks. Tiếp tục là một pha tiêu truy kích chúng nữa đến từ Taeyun. Với con Kai'Sa rất khó chịu của anh ta. Mặc dù lượng sát thương của nó chưa phải là quá nhiều với trang bị hiện tại của Taeyun, nhưng nó cứ giả dích theo thời gian cùng với lượng sát thương giật đến từ giao điện static của Bulldog nữa. Thì đây đang là một cặp đôi có khả năng cấu rỉa ở một cự ly cực kỳ xa. Đội bên phía KT Roster sẽ có những phương án mở giao tranh, tuy nhiên khả năng mở giao tranh của họ nó cũng ở một tầm hoạt động mà tôi đánh giá rằng không phải là quá xa để có thể với vào những vị tướng như LeBlanc có khả năng tiếp cận bằng biến ảnh hay là những tình huống tiêu truy kích từ xa đến từ Taeyun. Và bây giờ thì có vẻ chưa phải là vấn đề quá lớn, họ vừa phải buông bỏ một con rồng nguyên tố chỉ là rồng một thôi phía KDF. Nhưng cứ tưởng tượng như Kai'Sa mà có thêm cái mũ phù thủy trên người chẳng hạn, hoặc là một cái cuồng đao tại thời điểm này thôi, cái lượng sát thương tới từ Taeyun nó sẽ còn lớn đến như thế nào nếu như kéo dài ván đấu này đây. Con tao đồng ý, đặc biệt là LeBlanc nữa. Nhưng mà tình huống lao thẳng ván từ Yang Zhe, anh ta bật không thể lay chuyển nhưng bị bắn khá đầu bởi A Minh. Có tình huống đẩy vang về ở vị trí của Lehen, Yang Zhe không có tốc biến nữa và anh ta bị kẹt lại. Cắt vào sát ngay lập tức áp sát đến từ vị trí của Kin để hạ sát thành công lý dự của đối phương. Đổ hoa trúng vào reo trong tay của Jun. Jun cũng không có tốc biến nữa, anh ta ăn combo của Alistar bị hất tung lên và hai mạng dành cho bên phía của KT Roster. Sự non nớt đến từ KDF vẫn đang vì thể bị các thành viên bên phía của KT Roster khai thác một cách quá triệt để. Và đây sẽ là Baron Free rồi. Nếp lăng với cả Kai'Sa pop được chứ còn Poppy thì không nên pop như vậy. Thành ra rất đáng tiếc dành cho KDF.
bắt buộc phải buông bỏ Baron rồi. Họ đang có gỡ trụ và sẽ là tình huống gỡ trụ thành công ở trụ 2 đứng dưới đối phương nhưng mất Baron. Đội hình đánh cấu gì ở mất Baron như thế này thì khó quá. Không kiểu gì đây. Đây là ván đấu mà Bulldog cũng đang farm cực kỳ ghê khi mà anh ta có 340 chỉ số lính và vừa rồi là một pha bắt buộc phải tốc tiến bỏ chạy tới từ Giang Rè, sau đó là một tình huống nỗ lực tiếp tục cấu rỉa. Lúc này thì mũ phù thủy chưa có nhưng Bulldog vẫn đang có những lượng sát thương cực kỳ ấn tượng của mình. Giang Rè lao và ủi vai làm choáng được Curse. Từ phía bên kia thì Dudu đang là mục tiêu được tấn công, anh ta bị hất tung, anh ta bị trồng hiệu khống chế liên tục nhưng anh ta có thu tự thành giáp. Chiêu cuối quá hay tới từ Giang Rè, đẩy lui hai thành viên đối phương về và KT chỉ còn 3 người ở đây mà thôi. Họ đang cố gắng câu thêm thời gian vào đồng hồ của BDD. Kin đã phải nằm xuống 1-1. Nhưng sau đó là một tình huống bên phía của KDF cũng đang tạm thời giật ra để họ có thể cấu rỉa tiếp. Họ xác định rằng lúc này đối phương vẫn còn khá là nhiều máu tới từ 4 thành viên còn lại và bắt buộc phải cấu rỉa thêm. Nhưng ngưỡng máu hiện tại của Dudu không đủ để giao tranh, họ mất con rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu, đó là linh hồn rồng công nghệ, chứ là hóa kỹ dành cho bên phía của KT. KT có được thứ mình cần, đó là linh hồn rồng hóa kỹ ở khoảng thời gian hiện tại của ván đấu. Vừa rồi là Curse bị cấu máu bởi tia truy kích của Taeyun, bởi biến ảnh đánh tay và xích của Bulldog thôi mà anh ta mất luôn cho mình 1/3 cây máu rồi. Rất khó chịu tốc biến đổ hoa. Taeyun anh ta có thanh tẩy, tốc biến bộ chạy vẫn nằm xuống với điểm hạ gục dành cho Aiming với một con đánh tay với theo. Và KT vẫn biết cách tìm kiếm những tình huống bắt lẻ. Vừa rồi là Taeyun thanh tẩy tốc biến vẫn nằm xuống. Và điểm hạ gục thứ 10 đã có dành cho KT roster. Họ đang đẩy thẳng vào khu vực đường giữa, không còn xạ thủ nữa. KDF lấy gì để phòng ngự đây? Có vẻ như Taeyun đã quá mải mê trong việc xử lý với những pha tia truy kích của mình và anh ta quên đếm cái lượng số lính ở trong tình huống vừa rồi. Cái lượng lính của đối phương đã nhiều đột biến nhưng có vẻ như Taeyun cũng không để ý tới điều đó và anh ta đã phải lên bảng đếm số, mất luôn một đường lính siêu cấp. KT là đội hình mở giao tranh, còn bên phía KDF không có lý do gì để họ mở cả, họ cần phải cấu rỉa máu tốt đã. Nhưng với lính siêu cấp được cường hóa thì rất khó nào lại nổ hoa. Ba người đến từ vị trí của BD và Taeyun lại thêm một lần nữa bốc hơi sứ giả phán quyết đẩy một người về nhưng không có quan trọng nữa. Aiming mất giáp thiên tần, Dudu chuyển dạng hạ sát thành công xạ thủ đối phương nhưng anh ta gặp ngay Alistar trong tay của Lehen, bắt buộc phải di chuyển về mà thôi. Gặp này thì Jun có pha hạ sát thành công được Nico nhưng anh ta phải trả giá khi mà Aiming hồi sinh với giáp thiên thần. Và đó là một pha quét 4 người dành cho các thành viên bên phía OKT roster với chiến thắng ở ván đấu đầu tiên vẫn thuộc về họ. BDD vẫn cho thấy giá trị của mình với một con Nico đang farm thua cả 100 chỉ số lính so với Bulldog. Những pha nổ hoa của BDD đang trực tiếp mang lại những pha tranh thắng lợi ở những thời điểm vô cùng quan trọng của ván đấu. Một mình Dudu chắc chắn là không thể đủ sức để phòng ngự rồi. Có 10 cái đồng hồ thì anh ta may ra mới giữ được mạng. Nhưng giữ được mạng là một chuyện, còn nhà chính của anh ta chắc chắn là không giữ nổi. Đó sẽ là chiến thắng trong ván đấu đầu tiên thuộc về KT roster. Vẫn là kịch bản cũ, KDF có lợi thế đi đường, họ rất biết cách để tìm kiếm lợi thế sớm với những vị tướng họ đang có. Cái cách hoạt động sông sáo của Giang Rè mang lại rất nhiều lợi thế đi đường dành cho bên phía của Quadrofix, nhưng đến giữa trận thì họ thường xuyên gãy. Với Sejuani trong ván thi đấu này thì các đường đơn của KDF không phải là những đường đơn có khả năng hỗ trợ trong việc tích nội tại của kỹ năng E trong tay Sejuani quá tốt. Leplang là vị tướng đánh tay dài, Poppy là một vị tướng mặc dù là tay gần nhưng tốc độ đánh là khá chậm. Và để xem là Giang Rè sẽ sử dụng Sejuani của mình như thế nào. Sivimat vẫn đang có những lời dặn dò cho những học trò của mình ở trong ván đấu này. Điều kiện thắng có lẽ sẽ là ở khu vực cánh dưới, nơi mà Bulldog vẫn sẽ có những áp lực tới từ Leplang giao điện static của anh ta. Ván đấu đầu tiên là một ván đấu mà Bulldog cũng đã có những tình huống xử lý đi đường khá tốt và rất áp lực dành cho BDD phía bên kia. Mặc dù không hạ gục được BDD ở dạng đi đường nhưng những áp lực đẩy đường liên tục tới từ giao điện giúp cho Bulldog có được lượng chỉ số lính nhỉnh hơn. Và thậm chí trong ván thi đấu vừa rồi anh ta farm hơn so với BDD tới cả 100 chỉ số lính. Ván đấu này là một ván đấu rất khác đến từ bên phía KDF khi đội hình của họ đã có những cái sự chuyển dịch. Vẫn sẽ là điều kiện thắng xoay quanh Saiya như Tùng nói. Và cánh trên sẽ hình thành hai chống chịu tuyến trước dành cho Dudu và cả Yang Zhe với Sejuani và cả Poppy nữa. Để xem là ván này đội hình bên phía KDF đã có những sự thay đổi và KT roster sẽ tiếp tục giải quyết bài toán mà KDF đưa ra như thế nào đây. Phong độ Bolobang của Yang Zhe ở những vòng đấu gần đây thì nó không phải là quá cao, nhưng để xem ngày hôm nay khi mà đụng độ cùng với V của Curse thì anh ta có chỉnh sửa được cái kỹ năng định hướng này hay không. Một kỹ năng định hướng khá là quan trọng để phát động những pha tấn công dạng giữa trận dành cho đội hình bên phía của KDF. Về vòng rừng thì có lẽ cả hai sẽ cố gắng hướng tới vòng rừng từ trên xuống. Ván thi đấu này thì có lẽ sẽ hơi khó để tạo đột biến ở cấp độ 3 dành cho người chơi rừng bên phía của KDF. Tình huống tấn công cấp độ 3 của anh ta ở ván đấu đầu tiên là tình huống tấn công hiệu quả, lấy được mạng của Kin ở khu vực cánh trên bản đồ. Bây giờ Curse đang trở lại xuống khu vực cánh dưới bản đồ và anh ta đang vòng qua lượng tầm nhìn cua của đối phương, nhưng bụi cỏ ở khu vực sông dưới đã có mắt. Nếu như tiếp cận khu đường dưới, anh ta sẽ phải đi qua khá nhiều tầm nhìn của đối phương và phải dùng Q để tiếp cận. Thì anh ta sẽ không còn Q để tấn công nữa. Nhưng Lehen đã là người mở trước, anh ta tốc biến lên dồn hiệu khống chế vào người của Taeyun, kích tốc hành sau đó cố gắng rút lui. Và Jun liệu là có về được hay không, anh ta tốc biến, cú móc lại trúng vào xạ thủ của KDF và anh ta đã bắt buộc phải lên bản điểm số. Chiến công đầu dành cho Aiming, một ma gục nữa dành cho Curse, một tình huống tấn công ở cấp độ 4 và nó vô cùng hiệu quả khi lấy được hai mạng dành cho KT.
móc bỏ neo của Lehen nó trúng vào Tae-yoon và đó là một tình huống tia chiêu kích trên đường móc bỏ neo thành công. Tốc biến đánh tay kích hoạt nội tại vào bóng cộng sinh và đủ sát thương đến từ Aiming để tiễn xạ thủ KDF lên bảng điểm số lần đầu tiên ở ván này. Hai mạng dành cho Kurt, chính xác hơn hai mạng dành cho tình huống ganh vừa rồi đến từ Kurt, một mạng dành cho Aiming với pha follow up rất nhanh đến từ người chơi đi rừng bên phía KT Roster. Sau khi Tae-yoon đạp xuống, Jun cũng đi theo luôn. Thậm chí là đang nhỉnh hơn Saya trong tay của Tae-yoon. Và cái cặp đôi đường dưới mà chúng ta vẫn nói rằng có áp lực tốt hơn thì đang không làm được điều đó với những pha tấn công liên tục. Và bây giờ sẽ là BD, Jun không có tốc biến và đổ hoa. Wow. Sẽ là tốc biến đổ hoa, hai người dồn sát thương với cơn mưa Ketea đến từ vị trí của Aiming. Và anh ta lại có thêm một mạng nữa, tiếp tục đánh tay kích hoạt vào bóng cộng sinh, tấn công vào Jun. Jun sử dụng cho mình hack kim thuật thoát qua thương thì vẫn là cơn mưa Ketea với cú double kill dành cho Aiming. 3-0-1 với Kai'Sa early game đến từ xạ thủ của KT Roster. Ván đấu này thì KT đã không để do early game thuộc về bên phía của Quang Đô Freak nữa. Họ đã có những pha phát động tấn công vô cùng hiệu quả. Lần đầu tiên là Kurt xuống, lần thứ hai là BDD xuống. Và tình huống di chuyển kiểm soát bụi cỏ chặt 3 đến từ cặp đôi đường dưới bên phía KDF đã khiến họ lâm nạn lần thứ hai trong ván đấu này. Và hai lần liên tục Tae-yoon phải nằm xuống mà anh ta không dùng được phép bổ trợ tốc biến của mình. Và để rồi đây, khi mà con Kai'Sa 8 phút xách ra điện static trở lại khu đường dưới, thì đường dưới này, cặp đôi đường dưới KDF có chất tướng cỡ nào cũng không thể đẩy lại được nữa. Dòng nguyên tố thì nó sẽ dễ dàng thuộc về cho những tình huống di chuyển xuống cánh dưới của Kurt. Cánh trên thì sẽ có một tiếng rỡ gạc nhẹ con sứ giả. Nhưng con sứ giả của Zhang Jie sẽ phải triệu hồi nó tại khu vực đường nào đây? Đường hiệu quả nhất có lẽ sẽ là khu đường giữa. Vẫn đang là một cái khả năng đẩy lính rất nhanh đến từ xạ thủ bên phía của KT Roster. Và nó cho phép anh ta 1-2 liên tục ở khu vực đường dưới, tạo ra khoảng trống để giúp cho Lehen di chuyển. Xoắn chói không thành công đến từ vị trí của BD, nhưng ép thêm một pha biến ảnh đến từ Bulldog nữa với áp lực ở bên hông đến từ Kurt. Cánh trên thì liên tục là những tình huống cài nhau đến từ cả hai người. Chiêu cuối của Kim chuẩn bị hồi lại và đây là sẽ là đổ hoa thành công. Tiếp tục là tình huống chiêu cuối tặng vào đến từ Kurt và kể cả là vô phòng biến ảnh thì Bulldog vẫn đang gặp nguy hiểm ở trong pha này. Bulldog lùi về được, cố gắng kích hoạt giao điện để ăn thêm lính trước khi mà anh ta sẽ phải lên bảng điểm số với một hit đánh tay nữa đến từ BD. Nguyên tố thì KT vẫn luôn kiểm soát nó cực kỳ tốt ở cả hai ván đấu. Đây sẽ là dòng 2 thuộc về cho họ. Còn đường trên thì Kim đang có thể là mục tiêu bị tấn công bởi bộ 3 bên phía cánh trên của KDF. Liệu rằng Kim có gặp nguy hiểm hay không đây, khi góc vòng ra phía sau của Kim nó sẽ tạo ra những cú chiêu cuối để Kim rút lui một cách dễ dàng. Rất khó để KDF có thể kiểm soát con dòng nguyên tố khi mà đường dưới luôn là đường đẩy dành cho các thành viên bên phía của KT Roster khi con Kai'Sa của Aiming lên ra biển static từ một cái khoảng thời gian rất là sớm. 3 trên 4 mục tiêu được các thành viên bên phía của KT Roster triển khai với sứ giả từ từ đã phá mở luôn đến từ vị trí của Lehan. Anh ta nhấn tuy lỗi tâm nhiên vào thẳng Jun, hai chú chiêu cuối được đầu tư. Jun kích giáp bỏ chạy với tình huống hack kim thuật bên này thì Bulldog phản công, nhưng ngay lập tức anh ta sẽ phải rút lui và đổ hoa lại chúng ba người đến từ BDD. Ép cú chiêu cuối đến từ Tae-yoon, một chấm báo đến từ Tae-yoon, bản năng sát thủ đến từ Kai'Sa trong tay của Aiming với điểm hạ gục thứ tư của anh ta ván này. Và tiếp tục là vào bóng cung sinh được kích hoạt khi mà Zhang Jie thấp máu. Aiming đuổi tới nơi luôn, tốc biến qua phía bên kia bờ tường sử dụng cho mình cơn mưa Ketea và tiêu chỉ kích nhưng vẫn chưa đủ sát thường. Chỉ là thêm một mạng nữa dành cho bên phía của KT Roster và họ sẽ có sứ giả để lấy thành công trụ một trong tình huống đẩy này cục vào của mình ở khu vực giữa. Chắc chắn là mất trụ rồi, thậm chí sứ giả đang có ý định hút vào trụ 2. Một pha tốc biến mở tới từ Lehen nhưng cú móc của anh ta trượt. Những áp lực tới từ sứ giả vẫn còn ở đó và nó thực hiện được cú hút lấy đi tương đối nhiều máu trụ 2 đường giữa của KDF. Khoảng trống cho Aiming khu vực đường dưới là mênh mông để anh ta có thể bao thêm công trình và lấy thêm lượng tiền dành cho chính bản thân mình. Vâng, và nếu như ngày hôm nay mà bên phía KT có được chiến thắng 2-0 thì khả năng cao lại có thêm POG dành cho BD hoặc là Aiming. Mà sau trận này mà Kurt nói là tôi không biết đánh Nico thì không biết đánh con Ivern thì chắc là bên phía của Conflict chắc chắn là sẽ cực kỳ khó chịu vì họ đã mất tới 2 ván đấu ban Ivern mà không ban Nico. Và bây giờ khu đứng trên lại là nổ hoa, lần này giữ chân thành công được Dudu lại. Xoắn chói bồi vào, Kurt đang ở khá gần với tả sông ngũ đột. Dudu còn chiêu cuối sứ giả phán quyết và anh ta dùng nó. Ui. Nhưng không cản được tả sông ngũ đột và anh ta nằm xuống mà hạ gục dành cho BDD. Không thể cản được cái tả sông ngũ đột đến từ Kurt và Dudu, anh ta nằm xuống lần đầu tiên ở ván đấu này. Cái cứu cánh duy nhất đến từ KDF ở cánh trên đã gãy. Còn Aiming thì thoải mái đẩy ở khu vực đứng giữa. Thậm chí là anh ta không tốc biến đi thẳng vào rừng đối phương tìm kiếm Bulldog. Con Kai'Sa sát thủ trong tay của Aiming comeback à. Anh ta hiểu được rằng ít nhất là có hai người của đối phương đang ở khu vực đứng trên cắm nhẹ con bắt nằm ở đây này. Thậm chí là anh ta không, nhấp nhả thôi để giúp cho KT Roster kiểm soát được con dòng nguyên tố thứ 3. Đây sẽ là một cái linh hồn rồng không thực sự quá mạnh nhưng vẫn sẽ là một cái linh hồn rồng dành cho KT Roster để họ tự tin hơn ở trong những tình huống giao tranh tiếp theo khi lượng chênh lệch về tiền đã là quá lớn rồi. Gần 5k, hơn 5k tiền dành cho KT Roster ở phút thứ 19. Và nó tập trung khá nhiều trong vai trò xạ thủ khi mà Aiming đang có một ván thi đấu mà anh ta được đồng đội chăm sóc cực kỳ kỹ. Có tới 4 ma hạ gục và ngưỡng sức mạnh hiện tại của Aiming cho phép bên phía KT có những pha xử lý vô cùng tự tin và chủ động ở quanh khu vực đứng giữa, nơi mà anh ta vẫn đang có nhịp đẩy tốt hơn với giao điện static.
Còn những pha cú gì lúc này của anh ta thì nó chưa phải là quá nhiều sát thương, nhưng khi tiến hóa thành công cái tiêu truy kích ở một trang bị đầu tiên là cái Nagasho thì đó lượng sát thương vẫn giả dích theo thời gian và nó cho phép bên phía của KT có những pha bắt lẻ nếu như tuyến trước của họ có mặt kịp thời. Với những pha tiên truy kích như vậy thì anh ta có thể bay thẳng vào với bàn đá sát thủ và dứt điểm những thành viên bị cô lập. Đồng ý, những cái pha kích nổ nội tại vào một cộng sinh đến từ Kai'Sa của Emin sẽ là rất đau, nhưng bên này thì lại hai cú chiêu cuối được đầu tư đến từ bên phía của KT Roster. Ngay lập tức rèo trong tay của Jun bị cô lập và anh ta không còn đường về nữa, mạng dành cho vị trí của Kurt. Điểm vào khúc thứ 8 và mạng thứ mấy đây? Mạng thứ 4 dành cho, chính xác mạng thứ 3 dành cho Kurt. Anh Minh vẫn chưa có được thêm một điểm hạ gục nào cả, nhưng Baron mở ra rồi. Bên phía KDF mất người và họ sẽ không thể tiến ra được Baron trong tình huống này. Yangtze sẽ phải tìm con đường nào để tiến ra Baron để anh ta phải cắm mắt vào bụi cỏ phát hiện ra hai thành viên đối phương rút lui với đột kích băng giá. Và KT có được Baron free. Có một cái hay đó là Yangtze giữ được bùa đỏ, nhưng có một cái không hay đó là con bùa đỏ bị mất thì không có bất cứ một thứ gì che chắn được cú kéo của Lehen cả. Rất triệt để với những tình huống kiểm soát tầm nhìn. Cái team phá hoàn toàn tầm nhìn của KDF ở trong phần rừng, và cái thứ duy nhất mà Yangtze và Jun có thể làm được là họ phải đi cùng nhau. Và đi cùng thì chết chung với nhau thôi, chứ cũng không có cách nào cả với cái lượng chênh lệch về tiền quá lớn mà hai đội đang có ở thời điểm hiện tại. KT đang tạo ra một cách biệt quá lớn so với đối phương mua lại Baron và họ sẽ đẩy thẳng vào khu vực đứng giữa. Còn hai thành viên bên phía KDF, ba người bên phía KDF đang làm gì đây? Họ đứng cam, nhưng làm gì có ai ở đứng dưới nữa. Và thế là thôi, một loại Baron sẽ là ít nhất 3 trụ, 4 trụ dành cho KT Roster với một Mega ở đứng giữa. Baron Powerplay chắc chắn sẽ là một con số cực kỳ lớn về tiền mà bên phía KT có. Cùng với đó là một tình huống mà họ có thể sẽ chạm được vào những cái nhà lính của đối phương ở tại khung cánh trên. Nhà lính đứng giữa thì đã mất rồi. Bulldog di chuyển trở về sau khi anh ta lấy được một trụ có tiền thưởng mục tiêu, và lúc này thì xạ thủ của họ vẫn chưa thể có đồ hai. Họ chọn mục tiêu tấn công đã Lehen, người còn tốc biến. Sát thương của họ có, hiếu không chế họ có, nhưng Lehen lại có đồng hồ và KT lao vào quá nhanh với nổ hoa của bản năng sát thủ. Và ngay lập tức reo của Jun lên bản đếm số, cú hất tung tới từ Lehen khiến cho Taeyun cũng không còn nữa rồi. Hai mà hạ gục dành cho tình huống phản công của KT Roster, và Baron vẫn còn tới hơn một phút nữa. Cái tình huống phản công đến từ KT Roster cứ như kiểu là họ bết bên phía của KDF vậy. Lehen đứng ở một cái cự ly mà không hiểu kiểu gì. Anh ta đi lẻ với Nautilus nhưng anh ta có đồng hồ ngưng động để câu giờ. Anh ta chờ đợi đến những cái phút giây cuối cùng, nhấn nhẹ cái đồng hồ. Và phản công quá nhanh đến từ Nico nổ hoa của BD tạo ra khoảng trống, tình huống bóc bỏ neo thành công và Taeyun gần như là chết chay. Một perfect game dành cho KT Roster. Thủ hoa đến từ BD, lướt đai tên lửa những ngày tức giật về biến ảnh. Bộ la băng quăng thẳng và mọi thứ dồn vào cơn. Cơn sử dụng tạo sự hưu đột và anh ta lên bảng điểm số. Không, sẽ không có bất cứ một cái Kirei hoàn hảo nào đến từ bên phía của KT Roster dành cho đội hình của họ trong ván đấu này, khi mà Kai'Sa hạ sát thành công thêm Sejuani nữa. Bên này thì mình bắn thoải mái bản năng sát thủ vào. Trên đường bản năng sát thủ bắn thêm một tiêu truy kích nữa, nhưng rất tiếc là cú tiêu truy kích vừa rồi không trúng vào Bulldog và một chấm máu lùi về đến từ đứng giữa bên phía của KDF. 11 bộ dành cho KT Roster và chiến thắng rất gần với họ vào đầu thứ hai này rồi. Đúng là đã bị nằm xuống một vai trò đi rừng ở trong tình huống giao tranh vừa rồi, nhưng KT vẫn còn cái thế đẩy của mình với 4 thành viên còn lại. Họ biết rằng đối phương cũng đã đầu tư khá nhiều tài nguyên để tấn công, và vừa rồi thì Yangtze cũng đã phải lên bản đếm số. Một pha lấy công trình đối phương, bóc rỡ toàn bộ dàn trụ ngoài và hướng tới linh hồn rồng dành cho đến bên phía KT ở trong ván đấu này. Chắc một ván đấu đã là cái chênh lệch nó quá lớn mà bên phía KT vẫn đánh cực kỳ chắc. Thực sự là rất chắc chắn luôn. KT đang chênh rất nhiều trong lại đối phương, nhưng họ cực kỳ là chắc. Cú phát này thì nổ hoa không thành công đến từ BD, và ngay lập tức Kurt lao qua tường với cú đấm bùng nổ thì anh ta bị giữ chân lại bởi bộ la băng. Anh ta quên sinh với tình huống sử dụng chiêu cuối vào người của Reo trong tay Jun, tiêu truy kích rất đau nhỉ. Đó lý do tại sao mà mình tự tin đến như vậy. Bên này thì tiếp tục là hack kỹ thuật hai người đến từ vị trí của Reo, nhưng Nautilus trong tay của Lem có tốc biến và anh ta tốc biến bỏ chạy, chuẩn bị sẽ là phạt phản công đến từ KT Roster khi Kim đến. Nico trong tay của BD sẵn sàng với Aiming đang ở ngay đằng sau lưng, và thôi sau rồi Jun bị giữ chân lại, tiêu truy kích trúng vào vị trí của Yangtze nhưng không có bản năng sát thủ. Khi Nico hạ sát thành công Saiya, Jun cũng đi theo sát thủ của mình luôn, và ba người bên phía của KDF đang cố gắng để có thể bỏ chạy, nhưng thậm chí là đấm sau lưng luôn đến từ cơn bản năng sát thủ hồi trở lại đến từ Aiming, và anh ta sẽ bắn tan nát đội hình bên phía của KDF. Và thôi, một điểm hạ gục cộng thêm dành cho Kurt, thêm một mạng nữa khi Dudu lên bảng đếm số. Với một mạng hạ gục dành cho vị trí của Aiming, anh ta bết được tình huống biến hạnh của Bulldog với nhấn pha, nhấn đồng hồ, và thiên la địa vong được dây được răng ra đến từ KT Roster để không cho Bulldog có được rút lui về. Anh ta chắc chắn sẽ đi, và thôi, quan trọng điểm hạ gục sẽ thuộc về ai? Nó sẽ thuộc về Kurt. Đấm hụt không sao hết, vẫn sẽ là tình huống hai đấm để giúp cho Kurt có được mạng hạ gục cùng tình huống quét sạch dành cho KT Roster với chiến thắng 2-0 trước KDF ở trong ngày chiều hôm nay. Chiến thắng thứ 5 liên tục dành cho các thành viên bên phía KT Roster ở tại cây mùa hè 2023, và chiến thắng 2-0 này càng củng cố thêm
vị trí của họ trên bảng xếp hạng, cùng với củng cố thêm vào đó là hiệu số phụ nữa. Một chiến thắng vô cùng ấn tượng đến từ KT Roster, mặc dù họ đã có những thời điểm gặp khó khi đối đầu cùng với các thành viên bên phía của KDF ở ván đấu đầu tiên. Nhưng đến ván đấu thứ hai thì mọi chuyện đều trở nên vô cùng dễ dàng. Và họ đã có được một ván đấu vô cùng chóng vánh trước sự bất lực của KDF.